cho các bạn, là mình sẽ lên một cái deal rất là hấp dẫn cho các bạn, đó là bộ chống permit town ha, set up cho những cái quán mini nhỏ ha, kích thước chống kích là 16, thơm 10, floor thơm 13 và một cái snail 13, hàng trưng bày line new như bên mình, rất mới luôn, tình trạng là 95% luôn, chỉ là không có thùng thôi. Giá thanh lý cho 4 cục này là 9 triệu rưỡi nha các bạn. Tức là chỉ có chống không thôi, chống cái cụm tum Honda với lại cái bách kích thôi nha. Còn hạt que đồ các bạn mua riêng nha. Giá 9 triệu rưỡi, các bạn nhanh tay lên nha.